Khói nhỉ, nết tiếc các thứ. Đây hướng bên này, hướng hào, cái hướng cái hào ấy. Đúng vàng. Nó bắn hơi kiểu mép kia khó bắn đấy. Đủ mày. Đấy, đằng sau đây, anh kia này gần rồi. Đồ quá. Đó, 140 nha các anh ơi. Gần là chỗ nào? 140, 140 cái gốc cây ấy. Đây cũng được. Đâu? Chỗ này đâu cả? Thấy mỗi thằng kia một cỏ thôi. Nó không để ra sau gờ đâu, em đoán thế. Sau gờ trống lắm. Bắn thằng gờ bên kia đi, bắn thằng chỗ anh Hà ấy. Bắn bên này chứ. Nhưng mà đích thấy. Anh vẫn đang gãi nó từ nãy giờ mà. Thế không sao đâu. Đốt cỏ rồi. Đá này. Mình không bao. Bắn hộ hộ đằng sau nhá. Kìa từ nãy giờ. Cứ vào bo đi em ạ, kệ nó. Anh kìa cho. Gục. Ui, đi mẹ. MK14 ấy. Hướng. Đây, chỗ chấm ấy. Chấm đỏ à? Rồi, thấy. Chấm đỏ ấy. Bốc vào hình bắn em tao từ nãy giờ, mày nghĩ mày đồ cỏ, mày... nhiễm à? Chết một thằng. Con mẹ nó. Mẹ. Đợi một tí, xong rồi, hai thằng, xong, clear. Clear rồi kìa. Từ từ em bơm máu phát ra. Ok. Bọn bên này bắt đầu chạy vào nhá, cẩn thận nhá. Néo cái gì? Trúng 3 viên. Nhưng mà 3 viên 3 thằng. Ok. Chạy mép bên kia, nó chạy sẵn ra sang hướng 120 gần gần hiếu ấy. Gần kiên em gần. À kiên. Đi xe à? Đi ô tô. Còn 4 thằng đấy thôi. Ôi nó vào. Đúng rồi. Hay lắm. Các em đéo ăn quả này nữa thì các em chết mẹ đi. Cấp 2 rồi. Đấy. Rồi. Có đùa má. Có thằng nữa. Đây đây có thằng nữa. Còn đốt thằng đấy rồi. Bên này nốc 3 rồi. Đi 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 đây. Đợi. Đây coi. Ờ. Có thằng đá.